Tiểu sử diễn viên Trọng Hùng, gã vũ phu của màn ảnh Việt, từ bỏ sự nghiệp để sang Đức định cư. Trọng Hùng tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Hùng. Anh là một nam diễn viên sân khấu truyền hình, tốt nghiệp khóa 28 của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trọng Hùng từng làm việc tại nhà hát Tuổi Trẻ, nhưng sau này anh dành nhiều thời gian hơn cho lĩnh vực truyền hình. Vai diễn Trần Tuấn trong phim truyền hình Ăn Khách, Người Phán Xử đã mang đến cơ hội bứt phá khả năng diễn xuất của Trọng Hùng. Cũng nhờ vai diễn này đã đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng. Trọng Hùng bén duyên với nghệ thuật như một cái duyên và sự tình cờ. Ban đầu, anh cũng chỉ có một ít đam mê, nhưng càng làm việc, anh càng yêu nghệ thuật hơn. Và đến khi nghệ thuật ngấm vào máu anh lúc nào không hay. Khi được đứng trên sân khấu, Trọng Hùng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Vậy nên, dù là đóng vai chính hay vai phụ, thì anh cũng đều cố gắng diễn sao cho tròn vai nhất. May mắn đến với Trọng Hùng khi anh nhận được vai Trần Tuấn trong phim truyền hình Người Phán Xử. Từ khi nhận được kịch bản, đọc kịch bản tới khi quay phim, Hùng có một tháng để chuẩn bị cho mọi thứ. Trước tiên, anh đầu tư ở ngoại hình, vì ngoại hình là điều đầu tiên đập vào mắt người xem. Việc giữ mạch tâm lý cho nhân vật cũng là một yếu tố quan trọng mà Trọng Hùng luôn quan tâm. Được làm việc chung với nhiều diễn viên nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh, Thanh Hương, Việt Anh đã giúp Trọng Hùng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất và hoàn thành những cảnh quay của mình tốt hơn. Được biết, sau khi tốt nghiệp, Trọng Hùng từng đầu quân cho nhà hát Tuổi Trẻ 2 năm, sau đó rời đơn vị để tập trung đóng phim truyền hình và lập gia đình. Nhân vật Trần Tuấn, con nuôi của ông trùm Phan Quân trong Người Phán Xử, là một người nóng tính, bảo sao làm vậy, có khi lời nói đi trước, suy nghĩ theo sau. Bên cạnh đó, để hóa thân vào vai diễn thì anh đã phải tăng chế độ ăn để tăng từ 82 lên 94 kg. Ngoài ra, anh còn thức khuya để nuôi dâu, gây ấn tượng cho tạo hình nhân vật. Cũng chính vì Trọng Hùng đầu tư khá kỹ lưỡng về ngoại hình, nên nhân vật Trần Tuấn mới mang lại cho khán giả cảm giác nhìn đã thấy ghét. Hùng luôn tâm niệm rằng không nên đóng khung vào một dạng nhân vật. Vậy nên, nếu nhận được một vai diễn nào đó giống với Trần Tuấn, thì anh cũng sẽ thể hiện cho nó khác hơn so với Trần Tuấn. Anh là một người cầu tiến, luôn muốn được học hỏi, tìm tòi và khám phá các dạng nhân vật. Đời sống riêng của gã vũ phu màn ảnh. Dù trong phim Về Nhà Đi Con, anh mang hình ảnh của một người chồng vũ phu, thì ở ngoài đời lại trái ngược hoàn toàn. Hùng được biết đến là một người chồng rất chung thủy và yêu thương vợ con. Ngoài thời gian dành cho công việc, thì anh thường ở nhà để chơi với thiên thần nhỏ của mình. Trọng Hùng kể, vợ không bỏ sót tập nào của Về Nhà Đi Con, nhưng một nửa của Hùng hiểu và biết anh là người như thế nào ở ngoài đời nên không lo lắng gì cả. Anh thấy bản thân rất may mắn vì vợ đã hiểu được nghề nghiệp của chồng và hạ cái tôi xuống để gia đình luôn êm ấm. Anh chia sẻ bản thân là típ người truyền thống, yêu vợ, thương con, luôn đặt hạnh phúc của gia đình lên hàng đầu. Vào năm 2017, anh kết hôn và sinh con. Hiện anh có 2 bé là con trai, bé lớn 19 tháng tuổi, bé thứ 2 5 tháng tuổi. Vợ anh làm nghề hành chính và không liên quan gì đến nghệ thuật. Trước đây, vợ con anh sống tại thành phố Vinh, Nghệ An. Trọng Hùng chia sẻ, nhiều người hỏi tôi sao không đưa gia đình ra Hà Nội ở cùng. Tuy nhiên, vợ tôi thích cuộc sống giản dị, bình yên, không muốn cuốn vào vòng xoay xô bồ ở thủ đô. Tôi làm nghệ thuật nên buộc phải hy sinh, chịu xa gia đình. Cứ những lúc được nghỉ là anh sẽ tranh thủ bắt xe khách về thăm con và dành nhiều thời gian để chơi với bé. Anh nói, con đang ở giai đoạn hình thành nhận thức nên tôi muốn cháu cảm nhận được tình cảm của bố. Anh cũng nói là bản thân có sở thích nấu ăn nên những lúc về nhà, anh thường xung phong phụ trách bếp núc, nghiên cứu nhiều món ăn, nguyên liệu mới để chế biến cho vợ con. Thời điểm anh quyết định sang Đức và bỏ lại sự nghiệp diễn xuất là vào năm 2019. Lúc này, thông báo lại không phải do chính anh đưa ra mà được nam diễn viên Doãn Quốc Đam chia sẻ đoạn tin nhắn với Trọng Hùng lên trang cá nhân. Sau đó thì trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên
cũng gửi lời cảm ơn đến đoàn làm phim Sinh Tử sau khi hoàn thành vai diễn. Xin cảm ơn tất cả đã cố gắng dành những ngày nghỉ quý giá để giúp Hùng hoàn thành vai diễn. Xin cảm ơn mọi người từ trên xuống dưới ạ. Chúc đoàn phim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do anh đã chuyển sang định cư bên Đức, cũng như là không còn tìm thấy mạng xã hội Facebook của Hùng nữa, nên hoàn toàn không có thông tin gì. Nguyên nhân thì chúng tôi nghĩ do anh đang muốn bắt đầu một cuộc sống mới và bỏ lại quá khứ. Chính vì vậy mà bỏ tài khoản cũ và tạo một cái khác ẩn danh không ai biết. Dù vậy thì tất cả chỉ là giả thiết. Chúc Trọng Hùng và gia đình sẽ có được những điều tốt đẹp nhất.